Chào các em, sau đây cô sẽ cùng các em giải bài 6 sách giáo khoa vật lý lớp 10 trang 27, đề bài như sau. Viết các công thức tính vận tốc và quãng đường đi được của vật rơi tự do. Để trả lời câu hỏi này, các em xem lại nội dung trang 26 sách giáo khoa. Chúng ta có các công thức như sau. Thứ nhất là công thức tính vận tốc. Nếu vật rơi tự do với không vận tốc đầu thì công thức tính vận tốc của vật rơi tự do là V bằng G nhân T, với G chính là gia tốc rơi tự do. Đúng không nào? Và tiếp theo là công thức tính quãng đường đi được sẽ là S bằng 1 phần 2 GT bình. Với S là quãng đường đi được và T là thời gian rơi. Như vậy ta trả lời bài 6 như sau. Ta có hai công thức. Đề bài yêu cầu là công thức tính vận tốc. Công thức tính vận tốc của vật rơi tự do sẽ là V bằng G nhân T. Và thứ hai là công thức tính quãng đường đi được. Là S sẽ bằng 1 phần 2 G nhân T bình phương. Đến đây chúng ta đã trả lời xong bài 6.